Tổng cục Hải quan có tân Tổng cục trưởng. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan từ ngày 1 tháng 9. Quyết định bổ nhiệm được Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ngày 29 tháng 7. Ông Nguyễn Văn Thọ sẽ giữ vị trí lãnh đạo ngành hải quan thay ông Nguyễn Văn Cẩn nghỉ hưu theo chế độ. Ông Thọ sinh năm 1972, quê Hải Dương. Ông tốt nghiệp thạc sĩ luật, trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trước khi sang lĩnh vực hải quan, ông Thọ có 12 năm công tác trong quân đội. Từ năm 2002-2014, ông Thọ công tác tại Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Điều tra chống buôn lậu vào tháng 10 năm 2014. Ông Nguyễn Văn Thọ được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Tháng 7 năm 2018, ông Thọ được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Đến tháng 9 năm 2021, ông Thọ được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Cùng với quyết định bổ nhiệm tân Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Nguyễn Văn Cẩn.